Ngày 3 tháng 1 năm 2024, Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thủ, sinh năm 1988, xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 1 năm 2024, bà NTR, sinh năm 1940, trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động, đang ngủ trong nhà thì bị đối tượng Thủ đột nhập vào nhà, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Động đã tổ chức lực lượng phối hợp cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đại diện gia đình người bị hại và người chứng kiến tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, đồng thời triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Thủ để điều tra, xác minh. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Thủ thừa nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm nói trên. Công an huyện Sơn Động đã tạm giữ đối tượng, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.